được gặp lại quý vị trong phần tiếp theo của chương trình tạp chí ngân hàng kỳ này trên kênh truyền hình FPNC. Kính thưa quý vị, kể từ đầu năm nay thì thị trường tài chính tại các quốc gia phát triển đã tăng tốc khá tốt trong bối cảnh nền kinh tế thế giới vẫn còn đối mặt với không ít thách thức. Chính vì vậy mà nhiều chuyên gia cho rằng rủi ro trên các thị trường đang tăng lên, đặc biệt là khi mà nhiều ngân hàng trung ương đang dần thực hiện thắt chặt chính sách tiền tệ. Theo nhận định của tổ chức tín dụng Deutsche Bank, giá trị của các tài sản tại nhiều quốc gia phương Tây đều đang rơi vào tình trạng quá mua. Diễn biến này cho thấy tình trạng bong bóng tài sản đang tồn tại trên các thị trường tài chính thế giới. Tính đến thời điểm này, chỉ số công nghệ thuộc rổ Nasdaq đã tăng hơn 18%, chỉ số S&P 500 và Dow Jones cũng đều tăng trên 10%. Trong khi đó, lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm và 30 năm lại đồng loạt sụt giảm kể từ đầu năm đến nay, song song với xu thế tăng của giá vàng khi đã chạm mức cao nhất trong vòng 12 tháng qua. Trên thực tế, mặt bằng giá của các tài sản hiện nay gần như đang ở mức khá cao trên tất cả các nhóm ngành. Chính vì vậy, nhiều chuyên gia cho rằng các thị trường đang đối mặt với tình trạng rủi ro gia tăng. Riêng với Deutsche Bank, ngân hàng này đã đẩy mạnh cắt giảm nhân sự, tái cơ cấu hoạt động và đặt lại quy chế trong suốt 2 năm qua. Theo ý kiến của các nhà phân tích, thị trường tín dụng tại Mỹ đang rất đáng ngại, do đó nhà đầu tư cần phải rất kiên trì để có thể chọn ra một tài sản thích hợp cho việc đầu tư. Hiện tại lạm phát tại Mỹ vẫn đang ở mức thấp, do đó không ít ý kiến cho rằng cục dự trữ Liên bang Mỹ Fed sẽ khó có thêm lần nâng lãi suất thứ 3 trong năm nay. Thậm chí một số nhà làm chính sách đã lên tiếng kêu gọi nên trì hoãn việc nâng lãi suất cho đến khi Fed thực sự tin về xu thế tăng trưởng của lạm phát. Kể từ đầu năm đến nay, Fed đã thực hiện 2 lần tăng lãi suất. Nhiều ý kiến cho rằng chính động thái này đã không chỉ làm lạm phát bị suy yếu, mà còn khiến cho đà hồi phục của thị trường lao động gặp khó khăn. Mặc dù Fed đặt mục tiêu lạm phát là 2%, nhưng tỷ lệ này hiện tại chỉ ở mức 1,4%. Thực tế cho thấy, chính xu thế tăng lãi suất trong vòng 18 tháng qua đã làm chậm lại tốc độ tăng trưởng việc làm, gây ra tình trạng tiền lương thấp và tác động tiêu cực đến lạm phát. Cho dù vẫn còn đối mặt với nhiều thách thức, tuy nhiên nền kinh tế Mỹ đã có những bước tiến đáng kể trong 2 năm qua. Tỷ lệ thất nghiệp của Mỹ hiện chỉ còn 4,4%, nhưng nhiều chuyên gia vẫn cho rằng con số này cần được kéo giảm xuống nữa để đẩy mạnh lạm phát. Còn với Ngân hàng Trung ương châu Âu ECB, tại cuộc họp đầu tháng 9 vừa qua, cơ quan này cho biết sẽ đánh giá lại chương trình mua trái phiếu của mình trong tháng 10 tới. Tốc độ tăng trưởng kinh tế của Eurozone đã dần được cải thiện. Theo đó, GDP quý 2 đã tăng 0,6%, lạm phát tháng 8 cũng đạt 1,5%. Mặc dù vậy, nhiều ý kiến đánh giá đà tăng tốc này vẫn chưa hẳn là tốt. Theo ECB, nền kinh tế Eurozone đã dần tăng trở lại kể từ quý 2 năm 2013, tuy nhiên vẫn còn đó những đe dọa về vấn đề lạm phát thấp và xu thế giảm của tiền lương. Nhiều dự báo cho rằng ECB có thể sẽ giảm lượng mua trái phiếu hàng tháng từ mức 60 tỷ euro hiện tại xuống còn 45 tỷ euro bắt đầu vào tháng 1 năm sau. Tuy vậy, một vấn đề đáng lo ngại với ECB hiện nay đó là xu thế tăng mạnh của đồng euro đang khiến cho lạm phát có thể giảm trong thời gian tới. Mới đây, cơ quan này đã dự báo lạm phát năm sau chỉ tăng 1,2% và ở mức 1,5% vào năm 2019. Tuy nhiên, GDP năm nay lại được dự báo đạt 2,2%, đánh dấu mức tăng cao nhất trong vòng 10 năm qua. Và tiếp theo chương trình thì xin mời quý vị cùng điểm qua một số chính sách mới của các ngân hàng.
đây thì xin mời quý vị cùng theo dõi những nội dung nổi bật của phần cuối cùng trong tạp chí Ngân hàng kỳ này. 30% số việc làm ngành ngân hàng